Mến chào quý anh chị nào đang tìm một căn nhà mình vừa ở vừa có thêm một cái miếng đất bên hông để mình có thể trồng thêm cây ăn trái và mình có thể làm sân chơi cho con em mình, thì quý anh chị mình hãy cùng em đồng hành hết cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Hôm nay với căn nhà của mình là ngang là 7m7 nha quý anh chị, chạy sâu vào sẽ là nặng là 1m luôn. Đã có một cái căn nhà lầu sẵn cho quý anh chị mình rồi đó, có thêm một cái đất kế bên để cho anh chị mình có thể trồng cây và làm sân chơi cho con em mình, rất là tuyệt vời luôn. Và từ vị trí căn nhà của mình á, mình di chuyển về các quận huyện như quận 8, quận 7, quận 6, Nhà Bè, Bình Tân thì mình đi đâu đó tầm khoảng là hơn 20 phút thôi, vì căn nhà của mình là nằm ở dưới cái dốc cầu Ông Thình. Quý anh chị mình đi hướng quốc lộ 50 chạy qua, vừa qua cầu Ông Thình là đã gần tới nơi ngôi nhà của mình rồi. Từ đây á mình di chuyển ra ngay cầu Ông Thình luôn, đâu đó khoảng 500m thôi. Và căn nhà của mình được cái là sát quốc lộ 50 luôn. Từ đây mà qua ra quốc lộ 50 đi ra ngoài khoảng 100m thôi nha quý anh chị. Căn nhà của mình với pháp lý sổ hồng riêng với đất full thổ cư 100% và được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 1.950.000.000 thôi. Vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha quý anh chị. Căn nhà của mình còn mới 100% luôn nha quý anh chị. Đó, được xây dựng là nhà riêng lẻ luôn nha. Một trệt, một lầu, nó có hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh luôn. Với hướng nhà là hướng đông nam nha quý anh chị. Tìm đâu ra nữa, một cái căn nhà nằm vị trí cực kỳ là đẹp luôn, nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm phất nha quý anh chị. Căn nhà của mình chỉ có một điểm trừ duy nhất thôi, đó là cái đường hơi bé tí, chỉ di chuyển được chiếc xe bao gác vào thôi nha quý anh chị. Ô tô thì không qua hầm đến nơi ngôi nhà của mình. Tại trước khi vào trong căn nhà, bên đơn vị em cũng đã đổ đất vào cái nền nhà rất là cao so với mặt đường luôn nha quý anh chị. Ở đây thì có xây những cái trụ cột cổng rào cho căn nhà của mình luôn nha. Đó, rất là to. Lớp cửa đầu tiên đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha quý anh chị. Ở đây thì sẽ cho anh chị mình một cái sân trước nữa nè, mini phía trước quý anh chị mình có thể đổ xe máy nha. Bên đây thì có một nguyên một cái khu đất trống để quý anh chị mình về có thể cải tạo lại, mình có thể trồng cây kiểng nha quý anh chị, hoặc là làm thêm một cái sân cho con em mình vui đùa ở khu vực này là quá tuyệt vời luôn. Đó, ở đây thì bên đơn vị em tặng lại cho quý anh chị mình 3 cây đu đủ luôn, quá trái luôn quý anh chị ơi. Mua về là có trái đu đủ ăn luôn rồi nha. Và di chuyển vào bên trong á thì bên đơn vị em sẽ lắp thêm một lớp cửa thứ hai, đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nha quý anh chị. Với cái mặt diện ngôi nhà của mình là cực kỳ là sang luôn, thiết kế theo cái kiểu hiện đại nhất của năm 2024 luôn nha quý anh chị. Và đây sẽ là một cái không gian phòng khách cho căn nhà của mình, rộng rãi thông thoáng vô cùng, hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ rồi. Ở đây á trần thì rất là cao ráo và rất là mát nha quý anh chị, có đi những cái điểm nhắn chỉ phào chỉ nổi cho gia đình căn nhà của mình á, rất là sang luôn. Có hệ thống cửa sổ để lấy gió trời, đặt thì ốp tặng lên cao luôn nha quý anh chị. Căn nhà của mình là pháp lý sổ hồng riêng và được bán với một cái giá tổng luôn chỉ đúng 1.950.000.000 thôi. Căn này sẽ có ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà. Quý anh chị mình có trong tay đâu đó khoảng 900-1 tỷ thôi là quý anh chị mình cũng có thể sở hữu nha cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn nha. Qua đây sẽ là một cái không gian phòng bếp nha quý anh chị. Thì không gian bếp á bên đơn vị em đã lắp đặt tủ bếp dưới rồi, mặt đá hoa cương nè, gạch men thì cũng ốp rất là sạch sẽ luôn, trần thì cũng là trần cao ráo nha quý anh chị. Đó, có hệ thống cửa sổ để quý anh chị mình lấy gió trời nữa nè. Di chuyển ra đây là một cái sân sau và không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị em đặt ở phía bên ngoài luôn đó. Trong đây thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi. Sân sau này lấy gió nha quý anh chị, mình có nói thông ra bên phía sườn phía bên trước luôn nha quý anh chị. Ở đây thì bên đơn vị em vừa hoàn thiện xong nên còn một số đồ của anh thợ để lại, khi mà bên đơn vị em bán cho quý anh chị là bàn giao cho anh chị mình là nhà trống nha. Đó, bên em sẽ dọn đi hết luôn và quét dọn sạch sẽ cho cô chú anh chị mình luôn. Một cái căn nhà gần trung tâm nha quý anh chị. Di chuyển về các quận huyện thì đi đâu đó tầm khoảng hơn 20 phút thôi. Quý anh chị mình đi xem nhà nhiều cũng biết cây cầu Ông Thình trên quốc lộ 50 á, quý anh chị mình vừa qua cầu Ông Thình khoảng 500m thôi là đã tới căn nhà của mình rồi nha quý anh chị. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, thiết kế cho anh chị mình là hai phòng và một không gian nhà vệ sinh. Đặt bên đơn vị em sẽ đặt không gian nhà vệ sinh ở phía bên ngoài cho quý anh chị mình tiện sinh hoạt nha. Trong đây thì cũng đầy đủ tiện nghi và gạch tấm me bên em cũng ốp tặng lên cao luôn nên cực kỳ là sạch sẽ nha. Di chuyển qua đây là phòng ở cuối dãy nhà, ở phòng rộng rãi nha quý anh chị, đó rộng rãi thông thoáng vô cùng luôn. Đó, quý anh chị mình muốn đi xem thực tế thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo của em sẽ gửi thêm thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Qua đây là phòng thứ hai, phòng lớn nhất của căn nhà của mình nha. Đó, ở đây thì trần cao ráo sạch sẽ nha quý anh chị. Đó, toàn bộ căn nhà của mình có một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng. Ra đây nữa sẽ là một cái ban công dài xuyên suốt cho căn nhà của mình. Ra đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được toàn cảnh vật xung quanh luôn.
Ở đây thì chẳng khác gì ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Mà quý anh chị mình di chuyển ở đó khoảng là 100 mét thôi là ra ngay quốc lộ 50 rồi. Đó, mình di chuyển về các quận huyện rất là gần. Đó. Và giờ thì em cũng xin được nhắc lại với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay là ngang 7m7, chạy sâu vô là 17 mét luôn. Và có thêm một cái miếng đất bên hông cho anh chị mình nữa để về cô chú anh chị mình có thể cải tạo lại, làm cầm thêm cây ăn trái nè, hoặc là mình làm cho sân chơi cho con em mình cũng rất là tiện vời luôn. Với pháp lý nhà sổ Hồng Viên, đất full thổ cư 100% nha quý anh chị. Và căn nhà của mình được xây dựng là một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh, đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi. Với pháp lý nhà sổ Hồng Viên, đất full thổ cư được bán với một giá tổng luôn thì đúng 1 tỷ 950 triệu thôi nha quý anh chị. Đó, cái căn nhà này được ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà. Quý anh chị mình chỉ cần có trong tay đâu đó khoảng 900-1 tỷ thôi là quý anh chị mình cũng có thể sở hữu ngay cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Căn nhà của mình được tọa lạc ngay thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, sát quốc lộ 50 giáp với thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình.